Đã bao lâu rồi bạn chưa ngồi lại ăn cùng bữa cơm với gia đình của mình? Tưởng chừng đó chỉ là một thời khắc nhỏ nhặt của cuộc sống thôi, nhưng đó lại là một điều quý giá không gì có thể so sánh được. Ôi ba ơi, cái này nó khói với nó lửa dữ quá ba. Nhìn mày đốt cái bếp mà tao chán luôn á. Trời ơi, đó giờ con xài bếp ga không mà có biết xài bếp này đâu. Quá ha. Nè, xong rồi nướng cái này lên. Nướng cái này lên hả? Ba, ông mấy giờ vô bật bếp ga xong nướng này được không? Nướng này đến bao giờ? Bếp ga nướng xong ngon, nướng than mới ngon. Nướng than rồi, đâu giờ có biết nướng than đâu. Vậy lát nhịn nha. Đồ con trai yếu đuối. Yếu đuối gì? Lên, anh thấy mày xài cái quạt đó không tốt bằng anh đâu, mày đưa cho tao đi. Thôi, lát tới em khô em đưa cho. Thôi, biết khi nào tóc mày khô, đưa đi. Ba, Linh nó có cái quạt nó không đưa cho con xài rồi ba. Mày đàn ông trai tối ngày hở hở là mét ba vậy? Đồ con trai yếu đuối. Lên, không có nói vậy. Đúng rồi, đồ mày... con trai nuôi yếu đuối. Con trai nuôi. Ba riết ba giỡn kỳ quá à. Ba không sợ con buồn hay sao ba? Ủa thì tao bình thường hóa cái chuyện đó, nó thành chuyện vui đùa để mày không có buồn nữa chứ sao. Ôi, con thấy có vui chỗ nào đâu. Ba làm mốt tự ái bỏ nhà đi tiếp giờ. Ừ, đi đi rồi chưa về. Ê, cá ơi. Linh ơi, khách kìa con. Dạ. Ra hỏi khách ăn gì? Có menu không ba? Thôi khỏi menu đâu, ra hỏi khách. Mình có mấy món menu gì nữa. Bữa thằng đó nướng cà chưa? Đang nướng nè. Ủa Hưng hả? Nay kêu gì như hôm qua hả? Sao biết hay vậy? Ủa sao nay anh Nam không đi? À anh Nam hả? Ừ. Ghê lắm. Nay nó lên đồn công an rồi. Lên đồn công an á hả? Ừ. Anh Nam bị gì mà bị công an bắt rồi? Nó lên đồn công an để định danh điện tử á. Nói không nói cho một câu luôn đi. Tự nhiên ra làm gì làm lông chết luôn á. Nói gì người ta nói chậm mà bắt ta nói liền. Sao mấy bữa nay tao thấy mày cứ rủ tao qua đây ăn trưa không vậy? Quán nhậu thì đi buổi tối thôi chứ. Tại tao không biết mẹ tao giờ này sao á. Hay là chắc cho già cả rồi. Cái khẩu vị ăn uống nó thay đổi á. Tao thấy ăn nó không có hợp. Bữa thì mặn, bữa thì nhạt. Bữa thì sống quá, bữa thì chín quá. Thôi ra ngoài ăn cho khỏe mày. À, tao cũng vậy. Mẹ mày nấu ăn cũng dở luôn à? Không, mẹ tao nấu ăn ngon vô cùng, nhưng ba tao nấu dở. Thằng xàm. Thì mai đi ăn tiếp à? Cũng được. Mà ai trả? Có qua có lại mày. Thì mà mày rủ tao qua đi rồi mày trả. Thì tao không lại. Không lại chứ. Nướng này biết khi nào xong luôn, vô bật bếp ga cho ba. Bật cũng được mà lát mày nhìn nha. Hư hù hoài. Cho mượn nè. Bỏ ba. Nhỏ biết đều á. Khách ăn gì á? Dạ, khách ăn rau muống xào. Trời, khách nghèo vậy? Ủa, sao quẹt bấm lên không được Linh? Hết pin rồi. Hết pin, ba. Nó hết pin luôn con kìa ba. Rồi bây giờ tao có cục pin không, tao lấy ra tao gắn vô cho mày. Hôm nãy mày nói mượn quạt chứ có nói là mượn quạt với mượn pin đâu. Hở ra là miết ba, hở ra là miết ba. Nó cũng pin nó cùng mày nữa. Đưa cái quạt sao không được đưa làm chi. Nè, cà tím chín rồi nè ba. Đâu đứa mặt kia coi rồi. Nè, cái mặt kia kìa. Đây. Rồi chín dữ chưa? Thì nè, nó giao thoa giữa màu vàng với màu còn màu. Để con lật lại. Con nướng này lâu lắm. Chả chèo không? Trời ơi, tao nướng bếp ga nãy giờ vô lăn qua lăn lại là xong hết rồi. Ăn thì ăn thiệt mà làm thì mày làm dối. Trời ơi, đang làm mà đợi tí đi. Cha mày hả? Đó là hồi thử. Thử gì mà thử? Ừ, cái nước mắm hơi mặn lắm. Cho em thử mày cũng đi. Đã. Thì ngon bà. Cho em thử miếng trước đi. Đã. Thì con thử miếng cho con chắc chắn thế nào nó cũng mặn luôn á. Vô lấy cái tô canh khổ qua ra lẹ. Trời ơi. Trời ơi trời. Trời. Lấy thêm cái đĩa khác luôn không ơi. Lên làm đúng không mày? Đúng rồi đó, lên làm. Lên làm đó. Đây, canh khổ qua đây. Trời ơi, công sức nãy giờ nướng. Hey, công mời ba.
Cảm ơn con. Dạ. Ba. Vậy nhìn ngon quá. Mấy món này hồi xưa ba làm cho tụi mình ăn hoài vậy? Ủa, có làm hả? Sao tao không nhớ gì hết ta? Mày thì nhớ cái gì đâu. Não này để trang trí thôi. Ừ, có vàng nhớ gì đâu ba. Ê, đang ăn không có chửi nha. Không nghe câu người ta nói vậy. Gì? Trời đánh chánh bữa ăn. Con đọc đúng không ba? Dốt mà còn hay nói nhăn lo nữa. Ủa, nhưng mà ba nấu hồi nào vậy ba? Ý là hồi đó ai chỉ cho ba nấu này á? Mày nhỏ lúc mà ở với ông bà nội mày đâu có đồ ăn nhiều. Nấu này là mỗi ngày luôn á. Vậy à, tính ra hồi xưa ba ăn này chắc ba ngán lắm à. Linh ơi, ăn thử miếng nè Linh. Hồi xưa thì ngán, còn bây giờ muốn thì đâu có được đâu. Nói chứ đối với ba món này ha, mà bà nội nấu á là ngon nhất trên đời. Còn đối với con á, món này mà ba nấu là ngon nhất trên đời. Còn đối với con hả? Món này là ba nuôi nấu là ngon nhất trên đời đúng không? Hoặc là món này mà ba nấu là không có ngon mà mấy người nấu ngoài tiệm đúng không? Vì tự nhiên lo vụ ngoài tiệm nữa. Ủa chứ hôm qua ai chê đồ ăn nhà, đồ ăn ngoài tiệm? Ủa anh chê hả? Có chê đâu. Hôm qua là con bị lỡ cái miệng trong bên đây nè. Nó bể cái bọng nước ra, xong ăn khó ăn quá cho nên mới đòi đi ăn ngoài thôi. Bởi mày là sướng quá rồi đâu biết chịu khổ là gì. Nè ăn miếng canh khổ qua vô đi cho biết khổ là cái gì. Nè. Thôi con không có biết ăn trái khổ qua đâu. Con mà có ăn canh hả, con ăn thịt bên trong thôi. Ăn ông nội người ta không mà ăn trên đầu cha tao ăn xuống mà. Ăn miếng canh khổ qua đi. Tập khổ đi cho quen. Con sáng canh cho ba ăn nha. Mày lanh quá vậy. Sáng cho anh Thông với con. Nó ăn được thì nấu chi trời. Nấu cho nó ăn mà. Thì thôi, để con ăn cho ba xem. Cho ba vui, ít ra con trai của ba cũng... Ba anh không lấy cục thịt trong khổ qua. Tao sẵn nửa trái chứ sao tao ăn nguyên trái được. Từ từ, ăn cái này là nó phải có thịt bên trong chứ. Nè, cảm ơn ba. Đó, ăn đi con trai của ba. Cho miếng thịt được cho nó hòa cái vị. Ăn, ăn, nè con ăn. Ngon. Ừ, Linh, ăn thử miếng hủ qua đi. Này hủ qua, ngọt lắm. Ăn đi. Ăn không. Ba ơi, con nhường ba nè, đó. Con nghĩ rằng đó là đời cuộc đời con nó đã khổ rồi. Không cần phải ăn thêm trái khổ qua đó đâu. Ba bị dẫn khổ qua. Ủa vậy ba nói gì vậy? Nói cho tụi bé ăn. Con có biết ăn đâu. Hôm qua anh chê cơm ba nấu một chi. Cô chê cơm thôi mà. Nói chung là đồ ba nấu lúc nào cũng ngon. Nhất luôn á. Đúng à. Định thì giỏi. Ngon quá. Con ăn thử miếng thịt trong đây được không? Món này ngon rồi. Lên mà không ăn này đi. Tao ăn hết đừng la lại. Cái này là cái hồi nãy ăn nướng hả? Đúng rồi. Ngon không? Ngon. Nướng tay ăn nó mới ngon. Nướng bếp ga là dễ rồi. Nhưng mà mấy này mà hồi xưa chắc bà nội chỉ cho ba nấu. Ba nấu được tới. Ba biết làm bắp nướng không? Bắp nướng y chang này luôn mà. Nướng dễ mà. Bắp nướng mỡ hành đó hả ba? Ba hôm nào ba làm món đó đi ba. Chiều mua luôn, tối nướng được. Tao suy nghĩ lại thôi nha. Thì mai mày mời tao thì khác tao có tiền tao mời mày có gì đâu suy nghĩ dữ vậy. Không phải là vấn đề đó. Chứ tao gì? Quyết định là từ ngày mai tao sẽ ăn cơm ở nhà với mẹ tao. Dù sao mày lấy xe chỉ nhanh quá vậy? Là sao? Tại bản thân tao nghĩ là có nấu ăn ngon hay ăn dở thì cũng là mẹ tao nấu. Sau này á, con muốn ăn lại những thứ đó, con nghĩ chắc cũng không có cơ hội nữa. Nghe mày nói cũng đúng. Thôi chắc tao cũng bắt chước mày. Thôi để tao ráng về nhà tao ăn cơm nhà. Thì mẹ mày nấu ăn ngon mà, về ăn đúng rồi. Ừ, mẹ tao nấu ăn cơm ngon mà. Nhưng mà hồi nãy tao có kể mày nhớ không? Mẹ tao đi làm. Còn cái người mà nấu ăn cho nhà tao là ba tao. Mà ba tao nóng dễ ẹt à. Mà ổng có cái món ruột mày. Món gì? Ổng ghiền ăn đá bào hay sao mà ổng bắt tao ngày nào cũng ăn cơm với đá bào hết. Chết luôn.
Thôi để tôi kêu tính tiền. Để cho gia đình chú ăn cơm đi. Để tôi pha bữa cơm nhận thật. Ôi rồi mẹ không tính tiền mà. Đợi xíu đi. Để lo hai mình đứng dậy về bữa sau chán được. Cá gì ngồi.